Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu không phá thế cờ của Tô Chủ tịch, Bộ Chính trị sẽ bị nhốt trong nhà tù vô hình. Hiện nay, thế của Tô Lâm đang như nước lũ tràn về. Dù là tổ chức siêu quyền lực như Bộ Chính trị vốn luôn sai khiến các tổ chức trong đảng, thì giờ đây cũng phải co cụm vào những vị trí an toàn để tránh lũ quét. Chưa bao giờ bộ siêu quyền lực này gặp thử thách như bây giờ. Đã từng là bị Bộ Công an của Tô Lâm ép phải gật đầu một lần, không rõ bộ siêu quyền lực này phải làm thế nào để gỡ gạc thể diện. Chưa bao giờ thanh kiếm lại giở chứng chém vào mặt chủ như cách Bộ Công an đang làm hiện nay. Bộ Công an dưới thời Tô Lâm không những dám hỗn với Bộ Chính trị mà còn không ngần ngại chèn ép tổ chức này. Tô Lâm đang trên đường băng băng về đích. Nếu không có gì đột biến thì ghế Tổng Bí thư lọt vào tay ông chỉ là vấn đề thời gian. Khi mới nắm chức chủ tịch nước, một chức vụ mà lâu nay được cho là hữu danh vô thực mà Tô Lâm đã đè được Bộ Chính trị, thì liệu khi làm Tổng Bí thư, Tô Lâm có để cho Bộ Chính trị nắm quyền tuyệt đối như trước nay hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Tô Lâm đang dồn Bộ Chính trị vào thế co cụm. Thời ông Nguyễn Phú Trọng còn ở đỉnh cao, ông dùng ảnh hưởng của ban bí thư và nuôi dưỡng những đệ ruột nhằm gom đủ số lượng người ủng hộ gây ảnh hưởng lên Bộ Chính trị. Nếu Tô Lâm lên ghế Tổng Bí thư, một số nhà quan sát dự đoán Tô Lâm sẽ không cần tác động lên Bộ Chính trị bằng cách gây ảnh hưởng lên số đông theo dạng quyền lực mềm, mà ông sẽ thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ. Tô Lâm muốn Bộ Chính trị dù ghét ông đến mấy cũng phải chấp nhận các chính sách của ông. Hậu Nguyễn Phú Trọng, bộ sậu ban bí thư của ông Trọng chắc chắn sẽ tan tác. Còn Bộ Chính trị thì phải đối mặt với bài toán hóc búa, đó là làm sao để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Tô Lâm. Nếu không giữ được quyền lực vốn có, rất có thể Bộ Chính trị sẽ bị biến thành tù nhân trong cái nhà tù vô hình do Tô Lâm dựng lên. Muốn bảo vệ được quyền lực thì tất cả các thành viên còn lại trong Bộ Chính trị cần phải đoàn kết, ngồi lại cùng nhau để tìm ra bài thuốc hóa giải sức mạnh quyền lực của Tô Lâm. Muốn vậy, trước hết phải biết rõ sức mạnh của Tô Lâm từ đâu đến và đâu là tử huyệt của ông. Thực ra trước khi Tô Lâm vào tứ trụ thì đã từng có người ra mặt phá thế cờ của Tô Lâm, đó chính là Phan Đình Trạc. Ông Trạc từng liều mình muốn ngăn chặn thế lực Hưng Yên ở Bộ Công an sau khi ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa nhưng bất thành. Bộ Chính trị mất đoàn kết nên bỏ mặc Phan Đình Trạc thất bại trước Tô Lâm. Có ý kiến nhận định rằng sở dĩ ông Trạc thất bại là bởi vì trong Bộ Chính trị không có đoàn kết, rất nhiều nhân vật chỉ lo an phận mà tránh va chạm trực tiếp với Tô Lâm, nên Phan Đình Trạc chịu cảnh lẻ loi trong cuộc chiến với phe Hưng Yên. Mặc dù ông Trạc được sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm Nghệ An, nhưng ông Trọng thì đã già yếu, bệnh tật, phải ở trong bệnh viện thường xuyên. Còn nhóm Nghệ An tuy có 3 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng lúc đó Vương Đình Huệ ốc không lo nổi mình ốc, thì lấy đâu sức để giúp cho Phan Đình Trạc. Cơ hội chặn đứng sức mạnh của Tô Lâm đã bị Bộ Chính trị vụt mất một lần, xem như tổ chức siêu quyền lực này đã để mất thời gian vàng, có thể hạn chế và kiểm soát Tô Lâm. Đã lỡ để Tô Lâm mạnh như bây giờ, thì bài toán kiểm soát kẻ phản loạn này càng khó gấp bội. Sắp tới, nếu Bộ Chính trị không có cách nào hóa giải sức mạnh của Tô Lâm để lấy lại quyền lực vốn có, thì tổ chức này cần chuẩn bị tâm lý để làm con rối cho ông cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Việc ông Tô Lâm nổi lên đang thách thức tất cả, thách thức 5 triệu đảng viên và cũng thách thức gần 200 ủy viên Trung ương Đảng, cũng như thách thức 14 ủy viên Bộ Chính trị còn lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nếu không phá thế cờ của Tô Chủ tịch, Bộ Chính trị sẽ bị nhốt trong nhà tù vô hình. Đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào khối ngoại đều đang rút khỏi Việt Nam. Ngày 3 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin các hãng khổng lồ và kế hoạch chuyển đầu tư ra khỏi Việt Nam. Theo đó, những tập đoàn toàn cầu lớn gồm Intel, LG Chemical, AT&S, Samsung và SMC đang bỏ qua Việt Nam để đầu tư vào những nước khác hay đang xem xét không đầu tư thêm vào Việt Nam. AFA cho biết, báo The Investor thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, VAFIE, vào ngày 3 tháng 7 dẫn nguồn từ Bộ Kế hoạch Đầu tư Chính phủ Hà Nội về cảnh báo vừa nêu.
Cảnh báo được đưa ra trong một báo cáo liên quan đến dự thảo nghị định về quỹ hỗ trợ đầu tư sắp được công bố. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho hay, chính sách hiện nay của chính phủ Hà Nội chỉ hỗ trợ gói giới hạn với ưu đãi dựa trên thu nhập. Trong khi đó, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động bất lợi lớn đối với Việt Nam. Khung pháp lý lỗi thời của chính phủ Hà Nội đã khiến những tập đoàn khổng lồ toàn cầu từng có đề nghị đầu tư lớn vào Việt Nam bỏ qua thị trường này để đầu tư vào những nơi khác. AFA liệt kê một số trường hợp đáng chú ý như LG Chemical từng đề nghị dự án sản xuất pin tại Việt Nam với yêu cầu hỗ trợ 30% chi phí sản xuất bằng tiền mặt. Cuối cùng, hãng quyết định chọn đầu tư dự án này tại Indonesia. Intel cũng đề nghị dự án đầu tư sản xuất chip với vốn 3,3 tỷ USD với yêu cầu Việt Nam trả 15% bằng tiền mặt. Cuối cùng, dự án được quyết định đầu tư tại Ba Lan. Tập đoàn AT&S của Áo chuyên sản xuất bản bo mạch in cao cấp từng tiến hành khảo sát và đưa ra đề nghị đầu tư với chính phủ Hà Nội, nhưng rồi quyết định đầu tư tại Malaysia vì Việt Nam không thể đáp ứng những hỗ trợ đầu tư và công nhân lành nghề cho dự án. Không chỉ các dự án đầu tư trực tiếp FDI rút vốn, mà các nhà đầu tư gián tiếp hoặc góp vốn cũng đang tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam. Ngày 24 tháng 6, AFA cho hay tập đoàn SK của Hàn Quốc rút vốn khỏi Masan và Vingroup. AFA dẫn tin từ báo chí Hàn Quốc cho biết SK Group là tập đoàn lớn thứ ba của Hàn Quốc đang trong quá trình thoái vốn khỏi Masan và Vingroup và hy vọng có thể thu về 720 triệu đô la thông qua việc bán các khoản đầu tư ở hai tập đoàn này tại Việt Nam. Hình ảnh khối ngoại bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, SK Group đã đầu tư 470 triệu đô la, tương đương 9,5% số cổ phần vào Masan vào năm 2018 và đầu tư 1 tỷ đô la vào Vingroup một năm sau đó. Trong một thông báo công bố hôm 24 tháng 5, Masan cho biết hai công ty đang trong giai đoạn cuối để SK Group giảm cổ phần nắm giữ tại Masan. Còn báo chí Hàn Quốc cho biết SK Group hy vọng có thể hoàn tất việc đàm phán bán 6,1% cổ phần của Vingroup chậm nhất vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, báo Đầu tư Online ngày 4 tháng 7 cho hay giá trị bán ròng của các nhà đầu tư ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đến hết quý 2 năm 2024 là hơn 52.700 tỷ đồng. Nửa năm, khối ngoại đã bán ròng gấp 2,26 lần cả năm 2023 và sắp xỉ 87% giá trị bán ròng kỷ lục từng xác lập vào năm 2021. Đơn cử đến hết quý 2 năm 2024, giá trị cổ phiếu Việt Nam do quỹ iShares MSCI Frontier and Select EM ETF thuộc tập đoàn quản lý tài sản BlackRock chỉ còn chưa đến 18 triệu USD, 458 tỷ đồng, tương đương 5,42% tổng giá trị tài sản ròng của quỹ. Theo báo Đầu tư Online, các cổ phiếu của Việt Nam từng có thời điểm chiếm tới gần 30% tỷ trọng danh mục đầu tư của tập đoàn BlackRock. Nhưng chỉ tính từ ngày 11 tháng 6 đến nay, tổ chức này đã thu về cả ngàn tỷ đồng thông qua việc bán cổ phiếu Việt Nam. Song song với việc rút vốn khỏi Việt Nam, quỹ gia tăng tỷ trọng đầu tư vào BlackRock Cash Funds gồm ít nhất 99,5% giá trị danh mục tiền mặt USD, tín phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu kho bạc Mỹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin đầu tư trực tiếp và gián tiếp của khối ngoại đều đang rút khỏi Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.